Nó nè em nha. Xuống lấy mấy đồ cho khách đây, sẽ bán mấy cái đồ linh tinh cho anh em chơi. Này là bán rồi nè anh em ơi. Anh em thích chơi bả đồ linh tinh quá. Đây, lo ra được những cục băng 8 trác này anh em. Quá trời này, đồ đã đồ hiếm này. Bây giờ kiếm không ra này, đều lòng dài kéo này 2, 4, 6, 8, 10, 12. Băng này là của Mỹ hết luôn nha anh em, hàng Mỹ về nha. Ok chưa? Này là cái đôi giày, giày nữ của Mỹ. Bán bả đồ linh tinh này. Hôm nay kêu mới về cho anh em chơi đi. Một cục, hai cục. Hai cục. Cái cục đây cục gì không biết nha. Còn cái này của Philip nha. Tại quay nhanh nhanh đi quýnh cầu anh em ơi. Giờ đi không chuyện rồi. Philip có màn hình luôn. Nó có CD. Cái này như nhớ lên. Có cái cục sạc là xài được nha. Bỏ đĩa nghe được luôn. Ba món này. Này có mấy cái đồ linh tinh cho anh em chơi được này. Bốn món này. Bốn món 1 triệu nha. Cái đây là nó có màn hình luôn này. Cái này nó có thể nhớ nghe nhạc radio luôn. Nhất là cái cục này, cái này anh em đang cần dữ lắm luôn nè. Ba cái đồng hồ gì tầm bậy bà đã 1 triệu hết luôn rồi, mới đây. Rồi. Rồi anh chúc hàng của em. Em quay mới này cái anh đi bún cầu lên anh ấp bài luôn hiểu không? Công hai ba việc mà. Rồi bây giờ nó gom hết đây một cục giữa này, ai qua nha. Cái đây nó có còn hai cái lo nữa mình bỏ đâu anh em chơi mình kiếm này cho. Rau này dưới cục đây là hai cục này bán bớt anh em nhiều quá chừng luôn này. À, dưới cái này cũng cái đài này, cái đài này của Mỹ này, cái đồng hồ đo cái gì đây. Cục đây là cục chia nè anh em, cục cục đây cục select này, cục đây anh em cũng cần này, đúng quá trời này. Nè, cục đây hàng Mỹ vậy luôn nha, input. Đâu có thêm máy in máy out. 1, 2, 3, 4 in một out nha. 4 in 1 ao đủ nha. 1 cục, 2 cục, 3 cục. Cục ở dưới cái màn hình gì cũng không biết nè anh em ơi. Của Đức, cái đó hàng Đức. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cục đây 1 triệu luôn. Ok chưa? Đó. Đó, bán vậy cho nó lẹ đi anh em. Còn cái này là cái lo nó gắn cái đốc vô. Thêm cái này luôn cũng được nè. Lấy 1 triệu luôn nè. Đó, 6 cục. Coi thứ ba cái đồ linh tinh bán bớt là nhiều quá luôn anh em ơi. Ở đây có 4 cái đài nữa nè. 4 con đài 1 triệu luôn nè. Đó, 4 con đài 1 triệu, 250 ngàn con rồi nha. Con đài thằng mát tiền rồi nha. Con đài tới hơn 2 triệu lần, tới Lefouken nè. CR7500 con tiếng hay lắm nha. Ở đây mình có một cái đầu cam Nisco nè. Con này cũng phải 2 triệu nha anh em ơi. Con nào rẻ thì mình bán rẻ. Mình coi thử còn cái gì nữa đâu. Ôi trời. Đó rồi anh em ơi. Con này bằng cassette. Con này còn mớ nè anh em. Nào lấy giùm lấy luôn nè anh em. Đó là phút mấy rồi. Thôi nhiêu là được rồi anh em ơi. Chỗ đây có một cái đầu cầm của Panasonic này, hàng Mỹ này. Còn đây thì 500 ngàn nha, bán cho anh em đi chơi. Nó mất cái nếp lưng rồi anh em ơi. Con đó cũng cô lắm đó nha, anh này. Chịu khó quay lại đưa anh em hỏi là mấy công này, đó, thấy không? Là tiêu nam Panasonic nha, đồ đây là toàn bộ là đồ ở bên đó gì hết nha anh em. Chứ không phải đồ ở đây nha. Ở đây là máy chụp hình này. Máy đo huyết áp này anh em thấy không? Bộ đàm, điện thoại tùm lum hết nhiều lắm luôn á. Anh này chỗ đang cái nó xuống này anh em ơi. Đó, pin là mình không chơi. Zalo xuống này nha anh em. Phải có Zalo nha, đâu mất công nha. Anh này chỗ đang cũng lần nó được này. 1 này. 2 này. 3, 4 này. Zenith này. Con này của Đức này. 5 này. 6. Tại mắt con này của Đức gì nó hơi mát nha anh em. Rồi, 1,5 triệu luôn. Một con này. Con này nha. Con này Delta hay con gì hả? Con này cũng cố này. 2, 3, 4, 5, 6. Ok chưa? Ok
có cái lo nữa nha, để mình kiếm một cái nữa cho đủ anh em luôn nha, đuối luôn cặp lo luôn nha. Ok nha.